Trời ơi, hai đứa ơi quay lại coi. Trời đất ơi, hai bay đâu vậy? Halloween đã đi, 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 đi xuống Halloween cho mẹ mày coi. Trời đất ơi, hồi ôi bà Ngọc kìa, Halloween này thấy ghê vậy. Trời ơi, cô Diệu Nhi ơi, vừa lòng cô chưa? Nè, giấu cái tay vô coi, giấu cái tay vô. À, Ngọc ơi, dẫn dẫn em xuống đi Ngọc, để nó té em á. Dẫn nhà ngồi Ngọc dẫn xuống, hai đứa xuống luôn. À sợ, ok, rồi. Ngọc ẵm em xuống rồi, Nhi tự đi đi. À sợ luôn hả? Rồi chú nhã em xuống luôn đi, nào không có tay nó sợ á. Quỳnh ơi, cái đó là Quỳnh thì hay Halloween rồi, em chụp cho nó hai tấm hình giùm anh đi Quỳnh. Hai đứa đứng kế bên nhau đi, rồi giấu cái tay cho ba, kéo cái váy xuống, kéo cái váy xuống. Đúng rồi, trời ơi, hai chị em nhà này đẹp không Quỳnh? Ba hai ba hai ba, nhớ quay giùm anh lên chụp cho tôi coi. Bảo Bảo Ngọc giấu sát cái tay vô. Một hai ba, một hai ba, một hai ba, một hai ba, rồi rồi mèo vô chung mình đi. Ngọc chụp cho Nhã, chụp cho chị Quỳnh coi. Một hai ba, Nhi le lưỡi kìa, Ngọc le lưỡi đúng không? Trời ơi, hai ba, hai ba, hai ba, quá trời rồi, hồi đó coi sợ không Nhi? Sợ hả? Tối này bùng này ra quán nhớ không? Ngọc sợ không Ngọc? Trời ơi bà Ngọc này, cô chú ơi, cô hai bà nè. Trời ơi, yeah, bà dí nhau kìa, dí nhau coi. Chỉnh đi cho anh đi, anh đang đang rớt cái dĩa, để sang này, để sang, đúng rồi, kẹp lại, đúng rồi, wow, ok cô chú, trời ơi, nghe con làm con rồi rồi kiến, là lấy kiến cho tụi nó rồi 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 kiến đây. Thấy mình không? Thấy mình không? Con cao hơn. Ngọc cao hơn hay Nhi cao hơn? Bà Ngọc à, sao bà buồn buồn như Quỳnh? Sao bà cô đơn như Quỳnh? Rồi bây giờ muốn gì ba mua cho nè. Hả, giờ thích cái gì? Thích cái gì à, Nhi? Con cua là gì Quỳnh? À, có bông con cua hả? Quá trời con tôi rồi. Trước khi đi làm mà tôi còn quậy nè, mấy giờ Quỳnh đi à? Bây giờ ba cũng đi luôn. Rồi hai đứa nhà chơi nha, không ở nhà chơi với cô Ngọc nha, nhà cô Ngọc chăm em nha. Rồi mấy bữa đi theo đi Halloween là mình làm cái này ok không? Mấy mốt cái quán mình Halloween đó là tụi con làm này nha, mốt quán mình tổ chức cuộc thi Halloween nha, nha hai đứa thi cái này ok không? Ok, thí sinh được yêu thích nhất ok không? Ok không Ngọc? Vui vẻ đó Ngọc ơi, vui vẻ không? Quay lưng ba coi coi, quay lưng mới sợ, quay lưng qua. Trời đất ơi, tối mình đi gặp xỉu không Quỳnh? Này đi trong lô cao su ha. Hư hết. Rồi lưng lại coi. Trời ơi, hư hư hết cái đầm của mẹ mày rồi. Quá trời. Nè trên mạng mà có gì hay ho là ta hay gửi lắm. Này cô Diệu Nhi gửi đó. Quá trời cô Diệu Nhi rồi. Cô Diệu Nhi ơi, hài lòng cô chưa? Cô Diệu Nhi mà thấy cái gì mà mắc cự là cô hãy inbox cho ba, nó là làm cho Ngọc đi đó, là ba rảnh là sáng là ba làm liền, không bao giờ ba đi làm. Quá trời rồi, Halloween này làm cho tụi nó đi thi cho cô chú nha, chứ mấy cái mà gọi là kia bình thường quá, con vịt con mèo đồ bình thường quá, thấy không, làm đậm đà cho tụi nó thi mới có giải. Halloween bên em quán có tổ chức luôn nha anh chị nha, mình sẽ gọi là thiết kế này nọ này nọ này nọ. Nặng không? Cảm giác của Nhi sao? Khi mà mình làm
Khi mà mình làm thì cảm xúc của con sao? Nó bị như thế nào? Nó bị khó chịu chỗ nào? Con sợ cắt. Sợ cắt đó đúng không? À nhưng mà đâu có sao đâu, cắt canh hết rồi mà. Rồi khi mà rinh về thì con thấy nó nặng không? Dạ không. Nó nặng nhất là chỗ nào? Không có nặng nhất. Vậy hả? Bảo Ngọc thấy nặng không? No. No. Trời ơi, Ngọc nó dữ dữ Quỳnh. No. No, thấy không? Mai mốt làm hoa hậu, mốt thi hoa hậu là phải đòi mấy cái dương miệng đồ mà mấy chục ký luôn mà. Cho nên á hả, mình phải cố gắng chứ. Đúng không? Mẹ mày đổi tóc giả không mà còn nhức cái đầu. Chịu đi mặc đồ gì vậy? Mặc đầm hả? Quá trời mẹ mày. Tay thiệt à? Quá trời luôn rồi, cưng quá trời cưng rồi. Xin chào ơi. Bảo Nhi sắp sinh nhật của con rồi đó. Bây giờ con muốn tổ chức ở quán hay là tổ chức ở nhà đây? Sắp sinh nhật chị Nhi được kìa. Nhưng mà mẹ nói là tổ chức ở quán. Có mời bạn không? Mẹ giới thiệu cho con mời bạn nha. Có mời bạn không? Là ba hỏi là có hai đứa có muốn mời bạn không? Sinh nhật. Có bạn đâu mời mình không? À quên, có đi học đâu mà. Quên, bà Ngọc đâu có bạn đâu. Con có bạn không Ngọc? Có bạn. Vậy hả? Bà ở nhà không mà bạn bè gì bà? Chừng nào Ngọc đi học? Ngọc đi học chưa? Qua tuần đi học đi, có bạn mời. Nha. Quá trời cưng à. Vàng à. Vàng hả? Đó mày mốt qua cái hả, sinh nhật cái bỏ bánh lên cái dĩa đó Nhi. Nhi bỏ bánh lên cái dĩa mời bạn ra đó, ăn đi ăn đi ăn đi. Trời ơi. Này Halloween làm thôi nha, chứ làm ngày là tôi sợ nha. Vui vẻ nha. Quá trời, rồi thôi bây giờ xả ra đi ha. Rồi xả đi. Rồi thôi xả. Chụp hình chưa Quỳnh, chụp hình chưa? Rồi. Ok. Rồi xả đây cho em đi. Buồn ngủ rồi đúng không? Ngọc buồn ngủ rồi. Trên cái điện thoại Samsung. Lẹ lẹ lẹ. Samsung còn ngắn nữa đâu. Đưa cái iPhone cũng được, cái iPhone rồi. Đút ra. Sao không mở bé Ngọc trước rồi mà em cứ bỏ Ngọc sau hoài. Đúng không Ngọc? Ngọc ơi. Bé nè. Ok rồi Ngọc cứ mở phụ em luôn Ngọc ơi. Xong rồi. Chụp cái tấm hình là xong rồi. Mệt không Nhi? Nóng cái lưng đúng không? Rồi thôi bây giờ con bé bye mọi người đi. Xong rồi hả, ở nhà nghỉ ngơi. Rồi hả, chơi nha. Mẹ có thèm bơi không? Cá mập đâu điên khùng. Nhà mà có cá mập. Ờ à, không có đúng không con? Sẽ hù chị hai con. Không có hù chị hai nữa nha. Ok rồi bye bye mọi người, bye đi làm. Bye bye tụi con. Bye nha. Gì? Chiều tôi về bye bye bye. Ok, bye bye. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.